Kính chào cô chú anh chị em. Và được biết thì hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Hôm nay kênh YouTube của Nhân Tân Châu đến tại ban trị sự xã Long An xe để chuẩn bị kính mừng đại lễ Đáng Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo lần thứ 103 ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần. Thì một lần nữa thì kênh YouTube của Nhân Tân Châu xin kính mời cô chú anh chị em của chúng ta xem chi tiết từng giai đoạn của các anh em đang chuẩn bị chiếc xe để diễu hành kính mừng đại lễ Đáng Sinh ạ. Cô chú anh chị em. Em chào anh ạ. Anh cho em biết thì bữa nay thì thấy các anh em và các chú đến đây mình làm công tác gì mà đông dữ vậy anh cho em biết được không ạ? Hôm nay là chuẩn bị cái lễ 25 tháng 11 lễ Đản Sinh của Đức Thầy, thì anh em cũng là quy tụ ở đây làm xe dân cổ. Năm nay ban trị sự trung ương cũng cho mình làm cái xe dân cổ lại đó, để chào mừng cái lễ cho nó có cái sự long trọng. Dạ. Dạ. Phải được biết là anh từ đâu đến đây mình làm công tác chuẩn bị cho chiếc xe hoa để chuẩn bị mừng đại lễ Đáng Sinh nè. Anh từ đâu đến đây ạ? Ở ngoài khu dân cư Bắc Tân Hiệp. Dạ. Dạ dạ. Anh tên gì anh? Tên Hiệp. Dạ dạ. Kính chào cô chú anh chị em, thì được biết thì anh Hiệp đến đây làm công tác chuẩn bị cho chiếc xe cho hoàn chỉnh để chạy kính mừng đại lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hảo lần thứ 103 nghe cô chú anh chị em. Cảm ơn anh Hiệp rất nhiều anh Hiệp. Đây là chi tiết bên hông cái hình con rùa nghe cô chú anh chị em. Chào cưng đang chuẩn bị làm cái gì đây ạ? Làm xe hoa chuẩn bị mừng đại lễ Đản Sinh của Đức Thầy. Rồi. Là em trai này đang đến làm công việc chuẩn bị xe và đi đường dây điện nghe cô chú anh chị em. Vậy anh vô trong hộp qua ảo các ạ. Đây là các em nó đang đi đường dây điện. Cô chú anh em đang nhìn thấy thì ông anh này đang tu sửa lại những cái đường dây điện cho nó sáng và để chuẩn bị cho mừng ngày đại lễ Đáng Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ nghe cô chú anh em. Hình cô chú anh em đang thấy ở đó là hình con rùa. Anh mình đang chuẩn bị làm trang trí lại. Thank you.
này mình đi đường dây điện á anh. Chị mà thấy mấy chú và mấy anh chuẩn bị tắt bạc vậy chú cho con biết. Chuẩn bị nhận lễ bạc đản 25 tới nè. Lễ bạc đản của Đức Thầy. Dạ. Được biết thì công đoạn mình chuẩn bị bữa nay nữa là mấy bữa rồi chú? Bữa nay cũng 2 bữa rồi. Dạ. Giờ mấy anh em mình làm hôm dài đông không chú? Cũng cần mình chuẩn bị hơi sớm chút đi cũng là dài. Dạ, chú từ đâu đến đây mình làm công tác này vậy chú? Ở cũng xã Long An này. Dạ. Chú tên gì ạ? Chú cho con biết được không chú? Dạ. Tên Trạng. Dạ, chú Trạng. Dạ. Con cảm ơn chú Trạng nhiều, chú Trạng làm. Chào cô chú anh chị em. Thì được biết thì các anh đang ngồi dùng cơm. Đây là tất cả các anh đang chuẩn bị chiếc xe để chuẩn bị chạy diễu hành mừng đại lễ đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ ngày 25 tháng 11 nghe cô chú anh chị em. Đây là tất cả anh em ở ban trị sự xã Long An đang dùng cơm. Đây là cái công việc chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe rồi đúng nó đang hoàn chỉnh rồi thì trong thời gian này ăn cơm thì sau đó thì các anh sẽ thử xe và sau đó thì
câu đèn đuốc rồi vô coi cho nó có hoàn chỉnh để tới bữa đó mình chuẩn bị chạy du hành nghe cô chú anh chị em. Ăn cơm có ngon không ạ anh Thái? Dạ. Dạ. Ăn chạy cũng ngon anh Thái. Các anh đang nhìn thấy đây là mấy anh đang chuẩn bị xe mình dùng cơm để sau cái bữa cơm này bắt đầu là anh em là chuẩn bị thử đèn nha cô chú anh chị em. Món này món gì ngon dữ anh Hiệp? Mắm kho. Mắm kho đó hả? Dạ. Dạ.